Chương 01 Ta bản phàm nhân, chương thứ nhất, hoa tươi phiếu phiếu. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Trung Thanh giới, Tây Hoang vực, Trung Châu, Bạch Nguyệt Tông. Nơi đây mây mù lượn quanh, tiên hạt bay cao. Dãy núi ẩn giấu ở trong tiên khí. Đương, đương, đương. Tiếng chuông du dương vang lên. Bầu trời lưu hồng bay qua. Mặt đất đoàn người vội vã hướng tông môn sân rộng bôn tập. Phi thường náo nhiệt. Hôm nay là Bạch Nguyệt Tông 3 năm một lần bái sơn đại điển. Cái gọi là bái sơn, chính là phàm nhân bái nhập sơn môn thuyết pháp. Nói ngắn gọn chính là thu đồ đệ. Theo lý thuyết ngày này, các đại đỉnh núi người, bao nhiêu đều sẽ đi qua đến một chút náo nhiệt. Nhìn lần này tân tú. Cái nào tiểu sư đệ đẹp trai, cái nào tiểu sư muội xinh đẹp. Lại có cái nào thiên tư trác việt người, bái nhập chỗ ở mình ngọn núi. Thanh Huyền Sơn. Một gian nhà gỗ. Tô Vân đẩy cửa gỗ ra, đón nắng sớm, lộ ra một cái nhẹ nhàng khoan khoái mỉm cười mê người. Gợi ý, hôm qua tu hành kết toán, gấp 2 bạo kích thưởng cho, tăng gia tu vi 20 năm. Hắn giang hai tay. Vân khí tịch quyển. Tử vụ ẩn ẩn giấu trong đó, dung nhập trong cơ thể. Hóa thành từng luồng năng lượng cường đại. Long long khí tức dâng trào. Trên bầu trời mơ hồ có lôi vân nổ vang. Nhưng rất nhanh, đã bị Tô Vân cho áp chế lại. Trên ngọn núi gió mai phất qua, cành cây chập chờn, chim muông an bình, toàn bộ có vẻ bình tĩnh tự nhiên. Không sai, cuối cùng là đột phá. Tô Vân mỉm cười. Hệ thống bản. Ký chủ. Tô Vân tư chất. Phổ thông huyết mạch. Phàm nhân tu vi. Siêu phàm cảnh sơ kỳ công pháp. Quy phàm đạo kinh, đệ thất trọng, tuyệt học. Cơ sở kiếm pháp, nhập môn, đốn củi thuật, đại thành, quy phàm ý cảnh, viên mãn, 5 năm, không dễ dàng a. Tô Vân phát sinh một tiếng khiếm biển cảm khái. 5 năm trước, hắn xuyên việt tới đây cái huyền huyễn thế giới. Vốn cho là mình phải giống như trong tiểu thuyết giống nhau trở thành nhân vật chính. Đẹp trai, tư chất nghịch thiên. Xuất môn mỹ nữ chủ động lao vào ngực, thần thú chủ động thần phục. Ở vô tận khí vận gia trì phía dưới, đi hướng thế giới đỉnh phong. Nhưng mà sự thực cũng không phải như vậy. Tuy là hắn thực sự đẹp trai rối tinh rối mù. Có thể Tô Vân làm sao cũng không còn nghĩ đến, chính mình ở phương diện tu luyện, lại là một bình thường không có gì lạ phàm nhân. Chỉ có như vậy. 5 năm trước hắn còn là bị chính mình sư tôn nhận lấy, trở thành Thanh Huyền Sơn Phong đệ tử duy nhất. Dùng sư phụ lời nói, tu luyện tư chất gì gì đó không sao cả, dáng dấp đẹp liền được. Vì vậy, Tô Vân không chút do dự đáp ứng rồi mỹ nữ sư phụ thu đồ đệ đề nghị. Đồng thời đi tới nơi này Thanh Huyền Sơn bên trên. Giữa lúc hắn chuẩn bị ôm chặt mỹ nữ sư phụ bắp đùi ăn cơm mềm lúc. Hệ thống tới. Vốn tưởng rằng kế tiếp chính mình sẽ tại hệ thống dưới sự trợ giúp cấp tốc cuộc khởi, 1 năm là có thể đánh xuyên qua thế giới này. Kết quả hắn phát hiện. Thứ này lại có thể là một cái phàm nhân chuyên chúc hệ thống. Mỗi ngày làm một chút bình thường sự tình, tu vi sẽ đề thăng. Tỷ như nấu nước a, chẻ củi a, câu cá, làm cơm, tản bộ. Cũng chính là ngẫu nhiên xuất ra kiếm tới đùa giỡn một chút, múa vài cái. Căn cứ mỗi ngày biểu hiện, càng giống như một phàm nhân, ngày thứ hai kết toán thưởng cho lại càng phong phú. Theo người khác, Tô Vân căn bản không giống như một tu sĩ. Ngược lại cùng phổ thông phàm nhân không khác nhau gì cả. Đúng là như vậy, ở trong mắt người khác, hắn chính là một không ông chí lớn tiểu tu sĩ. Nếu không phải là hắn cái kia mỹ nữ sư tôn đảm bảo lấy, Tô Vân sớm đã bị trục xuất Thanh Huyền núi. 5 năm nữa à? 5 năm, ngươi biết hắn 5 năm là làm sao qua được sao? Không sai. Chính là mỗi ngày nấu nước chẻ củi, bắt cá tới được. Đều có hệ thống, còn tu luyện cái gì? Ngược lại, coi như tu luyện cũng không dùng. Hắn chỉ là một phàm nhân, tư chất bình thường không có gì lạ. Coi như tu luyện nữa, thúc ngựa cũng cản không nổi những thiên tài kia. Đáng tiếc, hệ thống này thưởng cho cũng quá keo kiệt rồi. Tô Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Người khác hệ thống, đồng một chút là thưởng cho cái gì bát cửu huyền công, đạo thể ma tâm. Nhưng hắn đâu? Cái gì công pháp trâu bò cũng không có. Chỉ có ban đầu gói quà lớn tưởng thưởng một bản Phạm Nhân chuyên chúc công pháp. Quy Phạm Đạo Kinh, danh như ý nghĩa, làm cho sinh hoạt quay trở lại bình thường, ngộ đạo nghĩa. Đối với bình thường cảm ngộ càng sâu, thực lực tăng trưởng lại càng nhanh. Phối hợp hệ thống bạo kích thưởng cho, hắn hôm nay, cũng quá miễn cưỡng xem như là nhất phương cao thủ A. Bất quá, huyền huyễn thế giới nguy cơ trùng trùng. Ai cũng không biết địch nhân của ngươi đến cùng ở tầng thứ mấy. Không đúng một cái thoạt nhìn thực lực so với ngươi yếu, xuất thủ là có thể miễu sát ngươi. Sở dĩ 5 năm qua, ngoại trừ nhất định phải xuống núi sự tình bên ngoài, hắn trên cơ bản không có rời đi Thanh Huyền Sơn. Quên đi, có tu vi là đủ rồi. Tô Vân tâm tính hết sức tốt. Tuyệt thế thần công, vô địch chiêu thức. Chỉ cần cảnh giới cao, còn muốn cái gì siêu cấp tuyệt học. Mặc cho ngươi thiên ma tái thế, mặc ngươi thần ma biến thân. Ta có một kiếm, đều là giết. Làm. Tiếng chuông du dương lại xuất hiện. Trên bầu trời, một đạo lưu hồng bay tới. Chỉ thấy một gã người xuyên thanh y Bạch Nguyệt Tông đệ tử hạ xuống. Tô sư thúc. Người nọ chắp tay thi lễ. Chuyện gì? Tô Vân đôi mắt khẽ nâng, thần tình lạnh nhạt. Hắn sư phụ bối phận rất cao, liên đới lấy, cũng đem hắn bối phận nâng cao. Trong ngày thường đi ra ngoài, cái này Bạch Nguyệt Tông đệ tử, hơn phân nửa thấy hắn cũng phải kêu một tiếng sư thúc. Sư thúc, chưởng môn ra lệnh đệ tử đến đây thông báo, tông môn bái sơn đại điển bắt đầu rồi. Ồ! Tô Vân nheo mắt. Lúc này mới nhớ tới, nhà mình sư tôn 2 năm trước cũng đã nói việc này. Thanh Huyền Sơn nhất mạch nhân viên quá ít, lại tiếp tục như thế sợ rằng phải cũng bị nhập đến còn lại ngọn núi. Sở dĩ mỹ nữ sư tôn đặc biệt cường điệu. 2 năm sau, cũng chính là năm nay bái sơn đại điển bên trên thu tên học trò. Đồng thời dặn dò qua, nếu như nàng không có ở đây. Tô Vân đã giúp nàng thu người đệ tử. Sư tôn từ 2 năm trước đi ra ngoài, đến nay không về. Tô Vân xoa xoa huyệt thái dương. Nghĩ đến mỹ nữ sư tôn, trong lòng lại thật bất đắc dĩ. Nói đi là đi, cũng không để lại cái thư. Ta biết rồi. Hắn gật đầu. Cái kia sư thúc, chúng ta. Cái này liền đi. Dứt lời. Tô Vân trở về nhà, mang theo chính mình bội kiếm, sau đó. Liền như thế từng bước đi xuống núi. Đệ tử kia thấy thế, há miệng. Sư thúc a, ngươi tốc độ này, các loại, chờ, đi tới đại điển đều kết thúc. Có thể vừa thấy Tô Vân chạy tới đường xuống núi bên trên, hắn còn là lắc đầu, không hỏi thêm nữa. Ngược lại hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Lúc này, chân đạp phi kiếm rời đi. Làm. Bái sơn đại điển sau cùng tiếng chuông gõ. Tô Vân trong miệng ngậm rễ cỏ, thần sắc tự tại đi vào người nọ viên chật chội trên quảng trường. Cảnh giới tu luyện từ dưới đi lên. Thối thể cảnh, nhập linh cảnh, ngưng mạch cảnh, khai sơn cảnh, hồn cung cảnh, thần thông cảnh, sơn hải cảnh, siêu phàm cảnh, niết bàn cảnh, tạo hóa cảnh, hạ giới. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.